giờ quái kịp hoàn thành. Thí dụ đây là tôi, đây là bạn gái tôi, tôi và bạn gái tôi sẽ gần nhau. Tôi thấy bạn gái tôi dễ thương quá, tôi phải siết bạn gái tôi lại. Rồi bây giờ bạn gái tôi vẫn siết tôi lại, là hai người không có thể nào xa nhau được. Siết lại, siết lại. Nhưng có riêng tôi, bạn gái là bạn gái, tôi là tôi. Một, hai. Anh rót cho khéo nhi, khéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cội chân đồi, có vàng thiên lý có người tôi thương. Dạ con chào chú. Hôm nay thì qua được biết qua cộng đồng mạng đó, con được biết chú là với một cái biệt danh đó là Quái Kiệt. Vậy thì chú có thể giới thiệu cho con với lại mọi người trên kênh của con biết về chú được không chú? Được. Cũng như là chú, mọi người biết chú là Quái Kiệt Hoàng Thành. Đó là cái Quái Kiệt này là tiến sĩ dấu chư Trần Văn Khê không? Còn riêng chú thì chú thỉnh thoảng cũng đi chạy cho chương trình Đài Vĩnh Long với TV3. Còn nếu không có, chú là nghệ sĩ đường phố, chú ca đi lần những cái nhà hàng này hàng kia, hay là cuộc sống sinh nhai thôi. Dạ. Chú năm nay đã bao nhiêu rồi chưa? Chú... Năm nay là chú được 59 tuổi, 1962. Chú hoạt động trong cái lĩnh vực nghệ thuật đường phố này lâu chưa chú? Trên 20 năm. Dạ. Cả sân khấu, cả luôn đường phố. Hiện bây giờ thì chú thường đi biểu diễn ở những cái con đường nào hả chú ha? Nói chung là con đường thì nó không có đặt. Chú là đa dạng. Dạ. Chú hứng ở đâu là có là hình như là các những nhà hàng mà nói về nổi tiếng của nhà hàng khách khứa đông là đều rất mến chú. Có thể những người mà người ta xin vô để đờn không có thể đi chủ nhà không cho. Còn có riêng chú thì thấy chú là người ta đã mừng rồi. Mời Quái Kiệt Hoàng Thành vô diễn vậy. Dạ. Là như vậy. Chú ơi thì con được biết chú không phải là người ở Bình Dương. Thì quê của chú ở đâu hả chú? Quê chú á là Cần Thơ. Dạ. Nhưng mà chú sống ở quận 10, phường 2 quận 10 lâu lắm. Rồi sau này chú mới một cái gì đó nó bị khó khăn gì của chú, gia đình chú đó. Dạ. Chú mới thoát ly ra sống ở tại Bình Dương. Rồi chú mới gặp một người vợ vậy ở Bình Dương. Dạ. Hiện bây giờ thì chú vẫn đang sống ở nhà trọ, nhà mình hay là ở nhà trọ? À, chú ơi, hiện nay giờ chú đang ở sống Bình Dương ở nhà trọ. Cái công việc hàng ngày của mình đi làm đường phố như thế thì cái thu nhập của mình nó có đủ cho cái cuộc sống của mình không chú? Không đủ. Nếu mà so ra mình đừng có ăn xài, đừng dạng như nhậu nhẹt cờ bạc thì có thể là dư. Có thể là mình làm một tháng, có thể mình ăn được thêm tháng. Dạ. Còn đó là tuổi chú là đâu có ăn xài gì. Chỉ uống cà phê, ăn cơm thôi chứ không có ăn xài gì. Chú nói là mình có một người vợ, chú có con không chú? Chú hiện nay giờ chú đang có một người vợ Bình Phước. Dạ. Tại cái chương trình nó làm này là chú có một người vợ Bình Phước, nhưng mà người vợ này là nhỏ hơn chú gần chục tuổi, có được ba đứa con gái. Dạ. Gõ bo rồi đờn rồi những cái đó là chú thành thạo, là lúc mà chú biểu diễn cho người ta hát rồi luôn, là lúc đó là đến nay là khoảng bao nhiêu năm hả chú? Tới gần 30 năm. Dạ. 20 mấy năm, gần tới 30 năm rồi. Dạ. Cái thời đó là thời chưa có nhà hàng, chưa có điện thoại di động đâu. Nhiều thời đó chú đời là lúc là xài cái phone line. Dạ. Hả? Chưa có điện thoại. Chú làm cái việc công việc này là đam mê hay là vì cái cuộc sống mưu sinh của mình nó chú làm? Nó vừa đam mê mà nó cũng có là chảy về cuộc sống kinh tế mình luôn. Dạ. Nó hai cái nó phù hợp cho mình. Nó nhẹ nhàng với phần đó là chú là bộ đội thương binh. Dạ. Chú nghĩ là chú không có làm nặng được, bởi vì chú mới chọn cái nghề này. Dạ. Chú ơi, hiện nay thì cái tuổi của chú đã lớn rồi đó. Thì vậy thì cái công việc của chú sau này thì nó đến một cái độ tuổi nào đó nhất định thì chắc có lẽ là chú còn chỉ là chơi ở nhà thôi,
chơi với cái niềm đam mê của mình thôi, không có đi diễn nữa. Đúng. Khoảng trăm tuổi già đó. Vậy thì cái công việc của chú này, chú có đã có truyền nghề lại cho ai chưa? Có, rất nhiều. Dạ. Như là học trò chú rất nhiều. Nếu thành phố Hồ Chí Minh không có dưới 100 người. Dạ. Cũng có nói thiệt. Còn nhưng mà chú nghĩ là nếu mà chú càng ngày càng lớn tuổi, quan trọng là sức khỏe. Nếu có sức khỏe của chú á thì chú vẫn đi diễn được. Cũng như là chú cũng diễn chung với ông Tòng Sơn, ăn chú thở kèn cũng bay ra Hà Nội diễn. Hiện nay ông Tòng Sơn là 91 tuổi. Dạ. Mà cách đây mấy năm là ông mới 8 mấy tuổi. Ông vẫn đi diễn với chú. Nhưng là sức quan trọng là nghệ sĩ nó không phân biệt là cái tuổi. Nó quan trọng là cái sức khỏe. Giờ tuổi chú 70-80 tuổi gì đó mà cái sức khỏe chú vẫn diễn được là bình thường. Dạ. Đó. Vậy là còn sức khỏe thì chú vẫn còn đi diễn, vẫn còn đam mê là vẫn còn là đi diễn. Cái người mà nói về nghệ thuật sân khấu á là phải quan trọng sức khỏe và phải tỉnh táo. Dạ. Thì mới làm được. Thôi có thể là chú sẽ thổi chiến tàu hoàng hôn. Dạ. Dạ. Con về cái tàu cũng như là cái tàu, nó không biết là tàu gì. Tàu thủy hay là tàu lửa, nó cũng là tàu, đúng không? Khán giả hiểu được cho tôi. Cho nó phù hợp với lại cái ngữ cảnh ha chú ha. Đúng rồi. Dạ. Chiến tàu hoàng hôn. Một là tàu thủy, hai là tàu lửa thôi. Chú vừa đánh đàn vừa hút thuốc mà ấy. Vừa thổi dạ. Chú chỉ là hút gió thôi. Dạ. Và vừa đánh đàn vừa hút thuốc. Dạ. Đây bắt đầu tôi sẽ biểu diễn cho khán giả coi. Có một điếu nó bị ướt hay chú? Không phải, chú thay dầu chú. Dạ. Diễn á. Dạ. Rồi bắt đầu. Con cảm ơn chú rất nhiều luôn. Vì cái từ mà quái kiệt là chỉ có một mình chú thôi là đúng. Tại chú quá tài, đúng một nghệ sĩ. Sau đó dạ. Chú làm thêm cái quái kiệt nữa. Dạ.
À. Đây xin chào khán giả. Đây là hai cống hút. Quái Kiệt Hoàng Thành sẽ biểu diễn cho khán giả coi. Đây là không phải là ảo thực, không phải là xiếc. Cái này là nghệ thuật. Bây giờ Quái Kiệt Hoàng Thành thí dụ đây là tôi. Đây là bạn gái tôi. Tôi và bạn gái tôi sẽ gần nhau. Tôi thấy bạn gái tôi dễ thương quá. Tôi phải siết bạn gái tôi lại. Rồi bây giờ bạn gái tôi vẫn siết tôi lại. Là hai người không có thể nào xa nhau được. Siết lại. Siết lại. Nhưng có riêng tôi. Bạn gái là bạn gái. Tôi là tôi. Một, hai, ba. Bất ngờ quá. Dạ. À, chú ơi, bây giờ thì tiếp theo con nhờ chú biểu diễn cho con thêm một cái bài nữa. Đây là cái trống lắc hả chú? Đây là danh từ nó là tumborin hay là tumbore. Dạ. Chứ không phải là trống bo. Dạ. Đây, bây giờ chú sẽ diễn một bản nhạc. Đó là của Mạnh Quỳnh, Chuyện Vàng Thiên Lý. Bắt đầu. Dạ. Xin chào quý vị. Vùng lửa khói làng tôi đây bao năm dài chinh chiến từng lì che cùi tôi có người vợ quan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa nhau nhớ đôi môi nàng xinh xinh màu nắng má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non ai ra đi mà không từ bình dịch xa người yêu mà về mấy ai quên em nhìn theo bằng nước mắt chia buồn tôi nhìn bước mà nghe hồn nhỏ lên này anh lính chiến người mang pháo binh mẹ tôi tống xương từng đêm nghe đàn pháo rơi thẳng anh rống cho khéo nhi khéo lầm vào nhà tôi nhà tôi ở cội chân đồi có vàng thiên lý có người tôi thương anh lính chiến người ban cháu binh mẹ tôi tống xương từng đêm nghe đàn pháo rơi thẳng buồn anh rớt cho khéo nhí khéo lầm vào nhà tôi ở dưới chân đồi có vàng thiên lý có người tôi thương nhà tôi ở cội chân đồi có vàng thiên lý có người tôi thương. Ô quá hay chú ơi, nghe mê ly quá. Chú có thể biểu diễn cái con thêm một bài nữa được không chú? Được, để chú lựa bản coi. Ở đây nếu mà biển là đỡ ha, biển là ca nhạc thiền qua biển. Dạ. Hay là bến Thuận Hải biển sống ha. Thôi mình thế dù cho là biển đi. Dạ dạ. À đây. Thôi mình mượn cái hình ảnh của cái con sông là có nước đi. Là mình sẽ bài biển. À bây giờ tôi sẽ
cái con sông này tôi tưởng tượng là nó là một dòng nước biển đã đến với tôi, thì tôi sẽ giao lưu với quý vị một bản nhạc, đó là Bến Từng Hải, Lời Việt. Biển sông rất giàu, trùng lên lâm lớp trôi đi về chỗ nào. Ngàn hai lý cơn sông gió đùng, mà ngàn năm biết đâu là bên bờ. Cuộc đời vui, cuộc đời buồn, nào ai hay biết cho đâu là bên bờ. Vượt hai lý cơn sông gió đùng, mà ngàn năm chúng ta không gặp. Yêu em dần em biết cho rằng, cho dòng nước xuôi ngược thân hai. Anh luôn chờ mong pháo tu bông băng, cuộc tình này ngàn kiếp không bao giờ phải. Dù hạnh phúc, dù đau buồn, dù đau thương vắng cho ai mình ước. Ngàn hai lý cơn sông gió đùng, mà ngàn năm chúng ta không giờ phai. Yêu em rằng em biết cho chân, cho dù tháng xuôi ngược là thân hại. Anh luôn chờ mong bão tố bông băng, cuộc tình này ngàn kiếp không bao giờ phải. Dù hạnh phúc, dù đau buồn, dù đau thương vắng cho ai mình ước. Ngàn hai lý cơn sông gió buồn, mà ngàn năm chúng ta không giờ bay. Vượt hai lý cơn sông gió đùng, mà ngàn năm chúng ta không giờ bay. Ồ, quá hay, cảm ơn chú rất là nhiều.